Mọi người chú ý, tiếp theo đây tôi xin được giới thiệu món hàng được trông đợi nhất ngày hôm nay. Thần kiếm được làm từ nanh của Sơn Hải Thú. Wow, tuyệt quá. Đó chính là thanh kiếm mà ngài Elios muốn có. Giá của nó chắc là mắc lắm không? Nói đến Sơn Hải Thú, chắc hẳn các vị cũng biết săn loài thượng cổ này khó khăn và nguy hiểm đến thế nào. Do đó, giá khởi điểm của cực phẩm này là 5.000 đồng vàng. 5.000? Bằng 5 năm tiền lương của mình luôn đó. Vậy thì cô Garuda có mua nổi không ta? Tôi trả 50.000 đồng vàng. Hả? 50.000 đồng vàng? Ai vậy? Ồ, một vị tiểu thư cực kỳ xinh đẹp. Thanh kiếm này nhất định phải thuộc về ta. Cô ta cũng giàu dữ vậy sao? Ta là Garuda, phó tướng Quả Thành. Tiểu thư Garuda đã ra giá là 50.000 đồng vàng. Còn có ai trả giá cao hơn tiểu thư Garuda không ạ? 50.000 đồng vàng lần thứ nhất. 50.000 đồng vàng lần thứ hai. Lần này chắc cô ấy đạt được mục đích rồi. 50.000 đồng vàng lần thứ 100.000 đồng vàng. Trời lớn quá, trời quá. Một trăm ngàn đồng vàng, thưa quý vị. Thật bất ngờ, quá bất ngờ thưa quý vị. Thôi chết, Garuda mà thấy mình ở đây, có khi lại cho rằng mình cấu kết với người này để phá cô ấy, thì mình sẽ sống không yên đâu. Xin vị khách sộp vừa rồi cho chúng tôi biết quý danh ạ. À, không cần biết quý danh. Trời ơi, đẹp trai hơn danh, đúng là soái nhà. Phải ra anh ơi. Anh trung nhân chưa vậy anh? Đeo mặt nạ vẫn biết là đẹp trai. 200.000 đồng vàng. 400.000 đồng vàng. Mẹ ơi, 400.000 đồng vàng. 400.000 đồng vàng lần thứ 500.000 đồng vàng. 1 triệu đồng vàng. Trời đất ơi, 1 triệu chẳng phải cho nổi. Cái tên này là ai mà dám ngang nhiên giành giật với mình như vậy chứ? 1 triệu đồng vàng lần thứ 1 triệu. Thôi hai vị tự chốt với nhau luôn đi. Chỗ này trị giá hơn 2 triệu đồng vàng đó. Wow. Đừng cố gắng nữa. Thanh kiếm này nhất định sẽ thuộc về ta. 4 triệu. Không, tôi xin ngài đừng tiếp tục nữa. Hay để cho cô ấy thắng đi. Tại sao? Đó là thanh kiếm mà chủ nhân của tôi rất thích. Tôi và cô gái kia tới đây chỉ để mua thanh kiếm này tặng cho chủ nhân của tôi. Ngoài kia còn biết bao nhiêu là thanh kiếm quý giá. Ngài có thể thương tình ngừng lại và chọn một thanh kiếm khác có được không? Tôi đi cùng một người tới đây để tìm mua một thanh kiếm tặng cho chủ nhân. Ủa, thì ra là vậy à. Garuda khiến cô phải mua hớ rồi. Vậy cô sẽ làm gì cho ta nếu ta ngừng lại? Bất cứ điều gì. 2 triệu đồng vàng lần thứ 3. Chúc nha. Tôi xin được tuyên bố thanh kiếm đã chính thức thuộc về quý cô Garuda đây. Thật sự cảm ơn ngài. Không cần quỳ nữa, mau đứng lên đi. Cẩn thận. Cảm giác này. Tôi thật xin lỗi. Selena, sao cô ta lại đứng với hắn chứ? Nhưng mà người này trông giống như...